anh em đã đến với kênh Lâm Smart. Video này mình sẽ review về đồng hồ thông minh mới nhất từ Huawei là chiếc GT 2 Pro với vật liệu cao cấp đang được anh em quan tâm thời gian gần đây. Mời anh em xem review của tôi. GT 2 Pro được coi là bình mới rượu cũ bởi Huawei vẫn bê y nguyên cấu hình GT 2 như có chip Kirin A1, bộ nhớ 4GB, Bluetooth 5.1, pin dung lượng 455mAh, xài trung bình 14 ngày và GPS GLONASS để tập luyện thể thao, có đo SpO2 oxy bão hòa trong máu. Điểm đặc biệt là GT 2 Pro có hơn 100 chế độ tập luyện, có huấn luyện ảo chơi golf. Ngoài ra thì có tính năng router back quay về điểm xuất phát giống như GS Pro, phát hiện tập luyện tự động và có thêm tính năng One Hop cài mặt ảnh cá nhân nhanh qua NFC với điện thoại Huawei. Mình sẽ bỏ qua luôn phần mở hộp tại vì đã có khá nhiều video review mở hộp cái GT 2 Pro này rồi. Cảm ơn Vinh Vật Vờ đã cho anh mượn để review cái GT 2 Pro này. Nó có khác biệt so với GT 2, đó là cái đốc sạc. Nó sẽ không dùng cái sạc mà có chân sạc như này nữa, mà sẽ sử dụng cái sạc không dây. Đế sạc không dây này nó cũng tiện hơn rất nhiều so với phiên bản đồng hồ có chấu sạc. Thứ nhất là anh em sẽ không cần phải lựa đầu để sạc nữa. Thứ hai nữa là những anh em mà có tay mồ hôi này, hoặc là đi mưa này, đi bơi nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần chân sạc này. Và lâu dài, nếu mà quên không vệ sinh ấy, thì sạc nó sẽ khó khăn hơn. Về thiết kế thì kích cỡ của chiếc GT 2 Pro này là 46.7mm, trong khi GT 2 và Honor 2 là 45.9. Nhưng mà về so sánh thiết kế qua thì mình thấy là khá là tương đồng nhau, không thấy khác biệt về kích cỡ. Tiếp theo nữa là độ dày của chiếc GT 2 Pro này là 11.4mm, nó sẽ dày hơn một xíu so với chiếc GT 2. Điểm ăn tiền nhất của GT 2 Pro đó là nó có những cái chất liệu rất là cao cấp. Thứ nhất là khung thép được làm bằng titan. Như em thấy ở Apple Watch Series 5 hay là Garmin Fenix, các cái phiên bản mà có cái khung làm bằng thép titan thì nó sẽ đắt hơn khoảng vài triệu so với phiên bản thép thường. Thứ hai là kính màn hình được tráng sapphire, cho nên là độ chống xước của nó rất là tốt. Khu đằng sau thì chất liệu làm bằng gốm ceramic, nhìn khá là bóng bẩy. Và cái độ bền hay là độ cứng này cũng như là cái độ chống xước của nó rất là cao. Em sẽ thấy ở đây nó sẽ nhô lên một phần, đó là cái khu cảm biến đo nhịp tim và SpO2, oxy bão hòa trong máu. Khu nhô lên này cũng là để sạc không dây luôn. Có một cái nhược điểm của đế gốm này, đó là nó rất dễ bị bám vân tay bẩn. Đây thì anh em sẽ thấy có một dải loa này. Đây là lỗ mic. Và cái dây thay thế này là cỡ 22mm. Em có thể thay thế cái dây của GT 2. Đánh giá theo quan điểm cá nhân về thiết kế của GT 2 Pro, mình thấy máy có thiết kế đẹp, sang trọng, nút bấm làm cổ điển nhìn rất là sang. Viền màn hình các vạch đánh số cũng thanh thoát hơn so với GT 2. Màn hình của GT 2 Pro là dạng màn AMOLED, có cái kích cỡ là 1,39 inch, tương tự giống như ở GT 2. Có một chút khác biệt đó là cái màn hình này nó sẽ phẳng chứ không phải là dạng 3D giống như là GT 2 hay là Honor 2 đâu. Như em thấy thì chiếc Honor 2 nó sẽ vắt cong hơn nhiều so với chiếc GT 2 Pro. Nó chỉ một chút xíu ở mép thôi. Chính vì thế cho nên là chiếc Honor 2 nhìn nó sẽ tạo cảm giác mặt đồng hồ 3D hơn so với chiếc GT 2 Pro. Quảng cáo trá hình một chút thì chiếc Honor 2 này đang bán tại LD Store với mức giá rất ngon, chỉ 3.6 triệu thôi. Mà dùng cũng tương tự giống như chiếc GT 2 Pro. Nhưng mà màn hình phẳng của chiếc GT 2 Pro này cũng có cái hay, đó là anh em thể dán cường lực dễ dàng hơn. Đánh giá về màn hình vẫn luôn là thế mạnh của các đồng hồ thông minh Huawei. Màu sắc rực rỡ, màu đen sâu, chi tiết hiển thị rất là sắc nét, độ sáng cao, nhìn tốt ngoài trời hay là buổi tối xem giờ hiển thị cực kỳ nổi bật. Có chế độ hiển thị lên tới 20 phút liên tục khi sử dụng trong trường hợp để soi đèn đi đái hoặc quẩy trong bà rất là tiện. Chất lượng màn hình tương đương với GT 2 và Honor 2 đời cũ, không có gì thay đổi. Về giao diện và tính năng thì chắc mình sẽ không cần giới thiệu với anh em nhiều nữa rồi. Cái GT 2 Pro này vẫn sử dụng chip Kirin A1 giống như GT 2. Cái chip này nó để tối ưu tiết kiệm pin, cho nên là hiệu năng nó sẽ không được tốt lắm. Ví dụ như là ở vuốt thông báo, nếu nhiều thông báo này, nó sẽ hơi bị lag nhẹ. Thứ hai là vuốt widget này nó cũng hơi lag một xíu. Và ở menu router, nó cảm giác nó không được mượt mà cho lắm. Nhưng mà đánh đổi lại thì cái pin của nó rất là trâu, lên đến 2 tuần. Có một tin rất vui, đó là hệ điều hành iOS của Huawei đã cài thêm được ứng dụng và trò chơi rồi.
Hiện tại thì nó chỉ có 6 ứng dụng và trò chơi thôi. Mình đã cài hết vào đây. Nó có những cái trò khá là buồn cười như là cái trò đoán chữ này. Cái này mình thấy thường ở trong các cái đồng hồ thông minh cho trẻ em ấy. Đây, cái này nhìn có cái hình icon não, có vẻ rất là hack não. Nhưng thực ra thì lại rất là dễ. Các cái ứng dụng khác thì anh em cần tải thêm cái app này ở trên điện thoại thì nó mới đồng bộ sang được. Mình mong là sau này sẽ có nhiều ứng dụng hơn. Cụ thể như là Strava. Rất nhiều anh em cần Strava này để đồng bộ sang tập luyện. Để kết nối với điện thoại cả iPhone và Android, em sẽ tải app Huel về. Với Android thì sẽ tải thêm cái app Gallery này. Mình sẽ để cái link bản tải mới nhất ở mô tả video. Tại vì cái bản ở trên Google Play là cái bản thấp cho nên là nó sẽ không hỗ trợ cài được thêm ứng dụng vào đồng hồ. Đây là cái kho ứng dụng này. Hiện tại nó chỉ có 3 ứng dụng và 3 trò chơi. Sắp tới thì nó sẽ có nhiều hơn. Với iPhone, nếu em muốn truyền nhạc hay là cài ứng dụng thì nên có một cái điện thoại Android. Cài vào sau đó ngắt kết nối lại với điện thoại iPhone là ok. Đây là kho mặt đồng hồ của máy, hiện tại có rất nhiều. Đây là các cái mặt trả phí. Đã có cái đơn vị tiền Việt Nam đồng rồi. Em sẽ cần phải add cái thẻ tín dụng Visa Master vào để thanh toán. Ở dưới này thì có khá nhiều mặt free. Tính năng Routerback dành cho em thường đi leo núi hay là đi rừng, tránh bị lạc đường, có thể quay lại nơi xuất phát. Trước đó mình cũng đã giới thiệu cái tính năng này trên Honor GS Pro. Rất tiện với anh em đi du lịch thường xuyên hoặc các chị em ra ngoài quên đường về nhà. Đánh giá về loa GT2 Pro, mình thấy chất lượng loa thoại khá tốt trong môi trường tiếng ồn ít, mic lọc âm ổn, người nghe đầu dây bên kia nghe rõ ràng, thỉnh thoảng nghe nhạc cũng rất ổn. Tuy nghe chất lượng không hay, mình khuyên là anh em nên nghe nhạc bằng tai nghe Bluetooth kết nối với GT2 Pro. Về sạc, mình test khoảng cụ thể là 13 giờ 07 phút trưa, lúc này máy đang là 28% pin và thử trong vòng 1 tiếng thì máy lên 60% pin, tức là 32% pin trong 1 tiếng. Lúc sạc, mình sờ thử máy khá nóng cả vùng sạc và mặt đồng hồ. Đây cũng là nhược điểm của sạc không dây. Anh em nên sạc ở nơi thoáng mát. Đánh giá cá nhân của mình về Huawei GT2 Pro là smartwatch với mức giá 8-10 triệu thì mình thấy hiện không đáng mua bởi nhược điểm như vẫn chip thế hệ cũ, xem thông báo nhiều hơi lắc và còn chưa nhiều cải tiến đáng giá. Ưu điểm là máy có thiết kế đẹp, nhiều vật liệu cao cấp, bền bỉ, thời lượng pin tốt và chống nước tốt, có loa thoại nghe gọi, ổn, tương thích với cả iPhone và Android. Mình nghĩ là anh em nên đợi thời gian nữa, có giá tốt hơn, khoảng tầm 6 triệu là ổn. Nhưng các cụ đã dạy, không nên dạy nhà giàu tiêu tiền. Anh em nào có kinh tế, thấy phù hợp với nhu cầu thì cứ mua thôi, chả phải lăn tăn gì đâu. Mình thấy thích là được. Vậy còn anh em có ý kiến gì khác về GT2 Pro? Hay cũng như muốn mình đánh giá, review thêm về smartwatch nào? Hãy để lại bình luận ở dưới video, mình sẽ phản hồi mọi bình luận của anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình.